Chào các bạn, hôm nay mình có mấy cây chồi mồi giao lưu anh em mình nha. Hai cây chồi mồi nha, hai cây chồi mồi tầm cao. Ở đây cây dưỡng trước cây, đây cây thiết ngọ nó này. Đây là cây chồi mồi các bạn, chồi mồi đây là chồi mồi trái nha. Đây, chồi mồi xứ lá dài, cây chồi mồi trái. Hồi mình đào là cây trái nha, anh em có xem video này là nhớ này, cầm đây. Cụm chồi mồi trái, chồi mồi lá dài là cái trái nó tiểu nó thèm xuống các bạn. Đọc con đôi con đo cái hoành nó tổng hoành đi, cái gốc này hậu ba giác một gốc đi lê lửa mà đớ nó đều 24 giờ một khối dưới các bạn. Bây giờ mình lắp nha, tổng hoành nó anh em 60 hoành, chiều cao con, chiều cao tôi đi. Tới đầu kích hết thước em gần. Gần hết thước rồi, tới đầu kích bằng mấy chữ các bạn, còn cái đọt nó vươn lên nữa chưa tính. Mấy thằng rồi, 7 thằng hả? 2 3 4 5 6 7. À đây 4 thằng, đây 3 thằng là 7 thằng. 7 thằng nó liền khói này các bạn, rỡ ra ông xong rồi này. Đấy, cái này còn bầu riêng nha. Đây, bụi chồi mồi đây các bạn. Chồi mồi xí lá dài, cây trái. Cái đây anh em có giao lưu giờ. Dẫn mấy cái cành ra nữa, nó ra trái làm thằng cho vui mất nha. Cây thì già lắm, cây khai thác. Cái đầu đây cũng tư không? Đầu đây cũng tư mà chỗ đây không mất nha. Hấp đây. Còn tất cả các đầu đều nứt hết các bạn. Nứt mầm chứ không có nứt gió nha. Nước gió tao tôi luôn á. Thôi, cũng cho mồi đây. Giao lưu anh em mình 1.500.000 đồng. Bao ship không chậu các bạn. Bó bầu gửi đi anh em mình nha. Cây trái 100% luôn. Tại vì mình đào cây trái các bạn. Đây, cái kích thước lá này. Cho mồi lá, xế lá dài là kích thước lá nó bị lớn đây. Cái đây chồi mồi xế không phải chồi mồi trâu các bạn, nó là chồi mồi xế lá dài. Nó có cái ở giữa đây quá như cái cửa ấy. Cái này cái thân tự nhiên nó mặc ra mà. Dạ, nó uống từ hồi sau uống ra trước này mà. Cái thân đó hồi sau mà. Dạ, cái này giao lưu anh em là 1.500.000 đồng, bao ship không chậu. Đây cây ra rỡ nhiều nha, mình bó bầu gỡ đi anh em, không giao lưu chậu các bạn. Cái chậu đây quý hiếm lắm. Nó giỡn anh em chơi chứ. Cái chậu xi măng nó nặng gớm. Mình giao lưu anh em không chậu, giờ mình trồng lại. Cây thì cành nhánh cũng làm được hết rồi này. To hết rồi. Nó cũng đúng đầu hết á. Đây. Ngay đến hết rồi. Nó nứt nào trật hết á. Đây. À cái đây tụt xuống khúc. Ngay chỗ đây. Cái đây nứt đúng đỉnh. Cái đây cũng đúng đỉnh luôn. Rồi. Tất cả chiếc ngựa con. Đó cái chiếc ngựa. Chiếc ngựa đây 2 thân các bạn. Nó có một cái cầu nha. Nó không có liền bờ dưới nha. Nói chung là hai cái gốc nó có một cái cầu, cho nó không có khối. Nó không phải một khối ở dưới. Cái gì mình phải báo anh em rõ ràng từ đầu vậy. Cái đây mình đỡ trong chậu nuôi này. Có lũa. Phần đây còn lũa này. Nhiêu con hoành nhiêu? Hoành 53. Chiều cao con. Chiều cao tới cái thả thước xuống mà coi. Chân thước thử qua. Thả thước và độ thử coi. Rồi tới cái đầu lũa ra gần thực tử rồi, thực tử rồi. Tới cái lũa vuông trong đây thực tử luôn các bạn. Cây thì già lắm nha. Lỗi mấy cái cây đây là lỗi sát da luôn này. Anh em mình để cái lỗi này. Đây này cái trồng lỗi ra tới đây nè. Lỗi sát da, anh em nào để cây này biết nè. Bây giờ mình khai thác hai cái thân mình trồng sống đâu. Hai thân cây này mình trồng sống đâu nha. À, mà rỡ còn yếu chưa giao lưu được. Còn cây đây là cây gốc. Nó mạnh rỡ rồi là giao lưu anh em mình được rồi. Cành nhánh anh em mình giờ làm dây được hết nha. Đây, thu cho gai. Đấy. 2 thân, có một cái cầu. Lũa này, đây là lũa riêng lũa rừng này. 2 thân nó quyển như một phía này các bạn. Đấy. Chỗ đây nó hơi chặt, anh em thông cảm nha. Kéo cây mít ra, quay lên đây. Đây có cây mít này, anh em giao lưu chốt luôn.
Thôi cỡ này giao lưu anh em mình 900.000 đồng, bao ship không chậu, cũng bó bầu đi các bạn. Những cái đợt đây là mình bấm gai bớt nha, rồi mình dọn sơn mấy cái đợt mình tóm vô luôn, mình bó bầu gửi đi anh em mình rồi. Anh em mình vừa trồng lại rồi một cái chậu mồi giao lưu, cây chậu mồi là giao lưu anh em mình là 1.500.000 bao ship, còn cây này là 900.000 bao ship không chậu, tất cả hai cây đều bao ship không chậu nha. Mình còn cây chậu mồi ở trước nữa, để mình ra vài tiếp nữa anh em mình chia sẻ, anh em mình giao lưu, anh em mình quẹo lửa được khi nào thì lửa cái nấy. Đây cũng đo lại con, đo lại cái đầu sò cái ấy con, cho nãy chưa đo cái này, đo lại như là cũng đo 79 an, 79 từ mặt chậu lên tới cái đầu đây các bạn, tới đầu đây nha, xuống tới mặt chậu là 79. Cây thì đỡ điều 24 giờ, nhưng mà nó là hai thân cái cầu chứ không phải là một cốt ở dưới, nó mặc kiểu gì vậy không biết, lũa nó quấn với nhau này. Thật đỡ mình đi ra trước quay mấy cây nữa. Đây bây giờ mình chia sẻ anh em mình, cây đây là cây bồn bồn nha, anh em á người khác kêu cây tùng mê, cây đây lá nó được tặng, cái hoa nó màu trắng nha, hoa nó cũng dễ thương lắm, nhìn lá nó giống màu cây lá mê rồi, giống cây mê. À, thì anh em ở trong Ninh Thuận kêu cây tùng mê, còn mình kêu cây bồn bồn, nó giống cây mê cực kỳ, một cái nào có trái với lá nào cũng chua không. Anh em nên thường thường kêu cây tùng mê này. Con quay, con quay ít dòng hay con. Cái đấy được mình ấy quay ít dòng rồi bà xôi từng chi tiết. Cái đấy xeo trồng vô trọng móng được các bạn. Cái con đớ nó từ hồi anh mình khai thác là mình kích gọn gàng rồi, móng đớ luôn. Quay con. Nó một cốt ba thân nha, một khối dưới lên ba thân. Quay quay nhanh 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 chút. Dạ cũng đo tổng hoành hả thưa con, tổng hoành chỗ đây thưa ơi, chưa cũng rỡ còn nói rỡ rồi, đo tổng hoành thưa con, đỡ chỗ chấm chấm đo đói đói con học đói rồi sang đo sáng sáng đo con chung vô cũng đo chứ cành lá nó chỉ đấy chỗ đây nè. À, đo tổng hoành dưới thưa ơi, tổng hoành dưới sắt mày chậu ấy sắt luôn thứ bao nhiêu 619 70 chứ con tặc con trên mất cái 70 á. 70 á. Ừ. Ở trên chỗ đây thưa ơi, trên chỗ cố ba thằng này thưa ơi. Trên chỗ cố ba thằng liền cái khối này này. Đấy. Trên đây thưa nhiều. Đo vị trí đây được nhiều. 44. Rồi con đo đầu thằng đại diện này. Ba đầu đây nó tương tương nhau rồi. Đo đầu. Đầu đây to nhất á. 20 hoành. Non xíu. Rồi cái đầu đó to nhất là 20 hoành các bạn. Chiều cao. Chiều cao ơi. Đo chiều cao đó mình rộng cái chậu 30 em và đo mình rộng cái chậu thôi, chậu đi sâu 16 mà đây bao nhiêu giờ đo gì có đâu, đo đâu đo kem nghĩa con đổ đổ bài này nè, ném vào đây nha, đo ngang qua rồi chiều rộng chậu 38 phân các bạn, cái đây đương nằm trong chậu nuôi và cái đứa nó móng tới đây này, anh em mình vô chậu móng được, cái đứa còn nhóm lên chút nữa cho mà mình chỉ kích cái chậu xuống tới đây thôi. Quay anh em mình tham khảo để mà giao lưu. Đây là cái tùng mê các bạn, hay còn gọi là mình gọi là cái bồn bồn, cái hoa nó nhìn đã lắm, lá thì giống cây mê, thân thì dẻo, lá nó này. Rồi vừa nãy mình quên báo thông số hai cây trước các bạn. Anh em giờ mình báo lại thông số nha. Cái cây trước là nó nằm trong chậu 60 hết các bạn. Một cây trích ngỡ và một cây chậu mồi cầm đó nó nằm trong cái chậu lột lòng 60 các bạn. Anh em lưu ý nãy mình quay hai cây trước ấy, nó nằm trong chậu lột lòng 60 hết. Đó là chậu nuôi. Anh em mình giờ còn ép lại cái chậu xíu nữa được. Cây trích ngỡ thì ép chậu 55 được, còn cái chậu mồi thì đỡ chậu 60 luôn này. Tại nó trong cao. Cái này mình xin giao lưu anh em mình là 800.000 đồng, bao ship không chậu các bạn. Trời, cái cô gốc thôi chứ mơ. Những cái dòng cây đây là mình lâu lâu mình mới đào một cây các bạn. Mình lựa những cái cây gọi là đặt tiêu chuẩn mình mới đào ấy. Đấy.
Cành đây mình cái thốn một lần rồi nha. Anh em để ý này. Đấy. Mình thốn một lần rồi. Đây. Đã thốn một lần nha. Dạ, đi vô đây con. Vô đây quay cái cây đây nữa. Quay cây cho mọi. Đây, một cái chùm mồi trái nữa các bạn. Ôi dồi, mang cây này đỡ cho đây. Chiều hình tướng nước. Cái cây nhỏ đây. Chùm mồi đi làm toàn chùm chùm chùm. Cái đây làm sao ấy. Làm sao quay. Đây, con đo cái đây thứ ơi. Nó mấy thằng, ba thằng mang. À đúng rồi, ba thằng. Đây bà sôi cái góc đây. Wow. Đây. Một thằng, hai thằng, ba thằng. Là đúng là ba thằng. Ba thằng lên chế thành bốn, lên đây thành năm. Lên đây để một đầu này. Hai đầu, ba đầu, bốn đầu, năm đầu, sáu đầu. Cũng mọc đúng đến đó các bạn. Cho một xíu lá dài cây trái nha. Chiều cao. Đây. Sâu đồ kính dữ quá. Đấy. Cây trái trăm trăm luôn. Mình bao trái luôn các bạn, tại vì cây mình khai thác, nói chung cây trong vườn mình toàn bộ là cây mình khai thác, chứ không cây mình không có mua anh em đâu. 1m34 cho nên cây nào nó trúng cái đấy, cây hái trâu cũng vậy, cây gì cũng vậy hết á, toàn tay mình khai thác hết. Con đo thứ cái quành nó nhiêu con? Không quành quành đầu cái thước đâu? 1m34 1m34 chiều cao tới đây các bạn. Các cái thằng nó bung ra ở trên đây, nó bung ra hết này. Quạnh nhiêu? Quạnh 40 39 40 non này, 39 này. Nó đang làm chậu sơ 16, lột lăng 3 mấy. Con đo thứ 3 mấy. Bà bí ra không? Chậu sơ 16 lột lăng bà bí mấy đâu? 40. Đâu mà 40. Cái chậu đây lột lăng hầu giờ nó bà bí. Mà con đo cái thước kem kem mà. Đó, đo vậy đó. Đầu 40 trên miệng, ở dưới 37, 38. Rào cây đây cao 1m35, hoành 40 không còn hiểu. Hoành gần 40, 39 á. Đây. Cây đây cũng lên đọt nó cũng lớn các bạn. Tôi mời sẽ nói ra cây trái nha. Đây. Các cái thân nó bung ra hết nè. Mình kích những cái đầu cây sau lê hết á, không có trồng đâu. Đọc cây này mình cũng giao lưu anh em mình 800.000 đồng, bao ship không chậu nha. Cái chậu đây mình xả bước cho thử, bó bầu. Rồi mình gửi tới anh em mình, đây là chậu mồi trái nha. Mình báo cây trái anh em trồng ra được cái bông mà dối á, bao tài luôn á. Còn cây nào mình báo cây bông mà có khả năng anh em trồng ra cây trái. Tại vì khi mình khai thác mình thấy trái mình báo ào cái bông này. Còn những cây này là khai thác trên cây đang có trái rất là nhiều. Nên chuẩn cây trái. Rồi hôm nay mình có mà hai cây trầu mồi, một cây chất ngợ và một cây tùng me. Anh em có muốn giao lưu thì quẹo lựa. Cái đứa cái này cũng đều các bạn. Đứa đều đây nha. Đứa bằng mà đứa đều luôn. Cây trầu mồi cẩm kia cũng vậy. Đứa cũng bằng mà đều luôn. Mà đứa cây kia là một khối to. Còn cái đứa này nó cũng liền khối nè. Nó cũng dần buông thân lên nè. Rồi hôm nay mình có từng đó các bạn.